Người trong bên này. Quay bà ấy chân ngay. Quay chân cho bà lại. Cười đau ruột. Ui dồi, chân đi quay cho bà này. Cho bà thích. Chân dài một chân đi à. Quay chân đi à. Vẫn quay mà. Bà mặt. Bà nó gọi chân. Ông cho nhìn vào đây. Quay mà cái chân gì cà phê kia phòng anh nóng vậy giờ quay vào cái chân cái này nó có đường bậc thang đi lên à.
mới chụp được tấm hình chỗ này ta. Tại mẹ làm con ho. Con đang ở đình rồi. Đây mới lên chùa, còn lên núi. Chắc là quay xuống rồi lại lên núi. Quay xuống thả dốc cũng phóng như kiểu là đi đầm tuyên đi. Vào siêu tốc á. Từ từ đó ông chỗ bà ta. Tí ta đi bộ chứ. À vẫn đi ngon. Xuống tầm 1. Yeah, lên thôi, lên lên hôm qua. Cô có lên không? Anh có lên không? Anh ấy vừa lên sáng nay. Sáng nay hả? Sáng nay thằng Sáng nó thắng nó đi chạy xe lên rồi là theo nó đi. Anh ấy lên bây giờ, nhưng mà anh ấy lên bây giờ nhưng chỉ đến trưa là anh ấy về luôn thôi. Sao thế? Anh ấy lên đến trưa là chúng nó về là anh theo xe anh về luôn đấy. Chúng dưới kia à? Chúng dưới kia luôn à? Ben nhà mình đang ở chùa nào vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Hả? Nghe xem đang ở bên nào? Không? Phải không? Về trong đang xuống đấy. Anh ở dưới, anh đã xuống tầng 1 rồi nhỉ? Ừ, anh đang đi thang máy xuống đấy. Thank you.
không là đã. Chồng nhà Liên thì Luyến đi xuống thế này hết. Với hai vợ chồng nhà thằng Long thì Thắng và Cam. Bác kia tôi là bác Cam thì Long thì Luyến thì đi hôm qua trước. Còn hôm nay thì bác Cam thì đi theo xe của bác đó. Chồng nhà Liên thì Luyến lên xe. Vợ chồng nhà hai vợ chồng thằng Long thì bác Cam thì Thắng con này thì Tứ bên kia nhà mình đâu rồi không biết. Lúc mà ở trong ấy cơ, lúc trong kia nhìn thôi chứ còn bây giờ thì không biết là ở đang ở đâu nữa.